Theo nguồn tin từ một số hãng tin lớn của Mỹ như CNN và mạng ABC ngày 15 tháng 12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định chọn Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, ông John Kerry, là người kế nhiệm bà Hillary Clinton, giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Quyết định trên được CNN dẫn từ một nguồn tin của Đảng Dân Chủ. CNN cũng cho biết thêm, quyết định chỉ định ông Kerry làm Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ được công bố ngay trong tuần tới. Hiện Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin nói trên, song ông Kerry được coi là ứng cử viên nhiều triển vọng nhất, trở thành người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama. Trước đó, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Barack Obama đưa ra quyết định cuối cùng về các vị trí then chốt trong chính phủ mới, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice, người thân tín của Tổng thống Obama và từng là gương mặt sáng giá nhất cho chức Ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ 2 của ông Obama, vừa chính thức xin rút tên khỏi danh sách đề cử vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ, do e ngại nếu bà được bổ nhiệm thì việc này sẽ dẫn tới một quá trình tranh cãi gay gắt, kéo dài và phải trả giá. Đề nghị trên cũng đã được Tổng thống Obama chấp nhận. Trong thời gian qua, bà Rice đã phải hứng chịu dư luận chỉ trích khá gay gắt từ chính giới Mỹ, đặc biệt là các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, vì những phát biểu liên quan tới vụ lãnh sứ quán Mỹ bị tấn công ở thành phố Benghazi của Libya hôm 11 tháng 9 năm 2012, làm đại sứ Christopher Stevens và ba nhân viên ngoại giao dưới quyền thiệt mạng. Tính đến nay, phần lớn các nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa của Mỹ đều tỏ ra đồng tình về việc đề cử ông John Kerry vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ. Ông John Kerry là một gương mặt quen thuộc đối với các chính trị gia nhiều nước trên thế giới. Theo đánh giá của giới chức Mỹ, với kinh nghiệm làm việc dày dặn, vốn kiến thức uyên thâm và am hiểu sâu sắc về các chính sách ngoại giao, Thượng nghị sĩ John Kerry có đầy đủ phẩm chất để đảm nhiệm những trọng trách lớn lao. Để có được những đánh giá cao như ngày nay, ông John Kerry đã từng phải trải qua chặng đường hoạt động chính trị đầy chông gai thử thách, có nhiều thành công và không ít thất bại. Với nguồn gốc xuất thân vừa là người nhập cư vừa là người Mỹ quý tộc, ngay từ khi còn nhỏ, John Kerry đã bộc lộ nhiều tham vọng. Cha ông từng là nhân viên ngoại giao nên phần lớn tuổi thơ của ông đều học tập và sinh sống ở nước ngoài, được khám phá các nền văn hóa khác nhau và sớm làm quen với các hoạt động xã hội. Những vấn đề đối ngoại thường được John Kerry đưa ra thảo luận với người cha nghiêm khắc, thậm chí ngay cả trên bàn ăn tối. Tuy nhiên, những nỗ lực đầu tiên tham gia vào chính trường nước Mỹ của John Kerry đã từng thất bại. Cả hai cuộc tranh cử vào Quốc hội năm 1970, năm 1972 của ông đều trắng tay và ông đổ lỗi cho chủ nghĩa lý tưởng mù quáng và ngây thơ của mình. Sau nỗ lực không thành, John Kerry quay về học luật ở trường đại học Boston và tốt nghiệp năm 1976 với tấm bằng cử nhân. Không lâu sau khi ra trường, John Kerry trở thành trưởng công tố viên quận Middlesex, bang Massachusetts và vẫn không từ bỏ tham vọng chính trị. Năm 1984, John Kerry được bầu làm thượng nghị sĩ và ông giữ vị trí này trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp. Ngoài công việc của một nghị sĩ, ông còn hỗ trợ hoạt động tự do thương mại, mở rộng các chính sách quân sự của Mỹ với các nước khác, hỗ trợ các lĩnh vực đầu tư, giáo dục, bảo vệ môi trường và phát triển công nghệ mới. Theo quan sát, nghị sĩ John Kerry chưa bao giờ dễ dàng hòa đồng trong bất cứ môi trường nào. Những người bạn học đều cho biết John Kerry khá khép kín và ít bộc lộ mình. Sau này, trong môi trường chính trị ở Massachusetts, John Kerry vẫn luôn bị coi là một người cứng nhắc. Còn tại Thượng viện, ông là một mục tiêu dễ bị tấn công vì sự giản dị toát lên ngay từ phong cách ăn mặc. Tuy nhiên, John Kerry luôn chứng tỏ bản thân là một người liêm chính, ngay cả khi không ai để mắt tới ông. Năm 2004, John Kerry trở thành ứng cử viên Tổng thống, nhưng đã thất bại trước đối thủ George Bush. Hiện ông là một trong những thượng nghị sĩ uy tín nhất của Mỹ, với cương vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Bên cạnh đó, Kerry đã có một thời gian dài làm việc cùng Tổng thống Barack Obama để chuẩn bị cho cuộc tranh luận với ứng cử viên Tổng thống Mitt Romney. Với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, việc lựa chọn Kerry vào chức vụ Ngoại trưởng Mỹ có vẻ đơn giản chỉ là một sự thăng chức dành cho John Kerry bởi ông đã quá quen với chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Nếu ông John Kerry thực sự trở thành Ngoại trưởng Mỹ, thì đây có thể là một tín hiệu tốt cho quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, bởi ông là người phản đối mạnh mẽ cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam và từng góp nhiều công sức cho quá trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ.
John Kerry là cựu binh tại chiến trường Việt Nam trong vòng 4 tháng 12 ngày, bắt đầu từ tháng 11 năm 1968 khi ông được chuyển tới Vịnh Cam Ranh để tham gia một khóa huấn luyện kéo dài một tháng. Sau khi giành được 3 huân chương dũng cảm, ông xin được rời khỏi Việt Nam vào tháng 3 năm 1969. Những năm tháng tại Việt Nam, ông đã thấu hiểu những tổn thất và những nỗi đau chiến tranh mang lại cho con người. Chính điều này đã thúc đẩy ông hoạt động tích cực trong phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Từ năm 1991 đến năm 1993, John Kerry làm Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Mỹ, đặc trách về việc tìm hiểu gom góp dữ liệu về vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Khi đó, một báo cáo của Ủy ban này tuyên bố, hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy còn tù binh Mỹ ở Đông Nam Á. Năm 1994, Thượng viện thông qua đề nghị của Kerry và John McCain yêu cầu gỡ bỏ cấm vận Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình bình thường hóa Việt-Mỹ. Tới năm 1995, Mỹ chính thức nối lại quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Andrew Pillow, người từng làm việc ở Việt Nam và hiện là trợ lý giám đốc về các chương trình chính sách của ASEAN Society cho biết, nhìn chung đã có nhiều nỗ lực hơn trong Đảng Dân Chủ Mỹ trong việc cải thiện quan hệ Việt-Mỹ. Và nếu John Kerry tiếp quản chức ngoại trưởng, thì đó có thể là cú hích hợp tác nhờ sự tôn trọng ông dành cho Việt Nam và nỗ lực của ông nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vận năm 1994. Ngoài chiến tranh Việt Nam, John Kerry còn phản đối cuộc chiến tranh hao người tốn của ở Iraq. Ông từng được cử đến Pakistan và Afghanistan trong vai trò đặc phái viên. Kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều thập kỷ hoạt động thực tiễn sẽ giúp ông rất nhiều trong việc giải quyết các vấn đề hóc búa trong chính sách đối ngoại của Mỹ, bao gồm cả cuộc khủng hoảng ở Syria, quá trình hòa bình ở Trung Đông, việc tạm dừng chương trình hạt nhân của Iran và mối quan hệ với Triều Tiên, Afghanistan và Pakistan. Nếu Thượng nghị sĩ John Kerry thực sự trở thành Ngoại trưởng Mỹ, thì với quan điểm gay gắt phản đối chiến tranh của ông, nhiều nước đối tác có thể hy vọng vào những chính sách ngoại giao ôn hòa và hướng tới hòa bình trong quá trình hợp tác với Mỹ.